Động tác đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay, chúng ta cũng bắt đầu từ thứ anh quỳ nhé. Rồi, xoay thẳng người về trước, cứ lách vào liệu làm sao cái gót chân nó phải ở giữa hai khe mông của chúng ta. Rồi, đè thật sâu và căng vào. Động tác thì cực kỳ là đơn giản. Và cách tập thì giống như mình là ngồi thiền trong tư thế. Chính xác là chúng ta thiền ở trong cái bộ phận cơ thể tham gia làm việc đó. Và mỗi một động tác thì nó sẽ tác động vào một vài nhóm cơ. Cụ thể như tư thế này thì tác động rất là nhiều vào khớp cổ chân và khớp gối. Vậy thì chúng ta sẽ thiền vào khớp cổ chân và khớp gối. Các bộ phận khác mình hoàn toàn có thể thả lỏng nhé. Hoặc cũng có thể là dao động làm việc bình thường. Thật tĩnh nhé. Buông lỏng, thư giãn, thả lỏng nghỉ ngơi, thật thoải mái. Trong khoảng 3 năm trở lại đây đấy thì bắt đầu chúng ta đi tìm kiếm rất là nhiều các cái công cụ nhé, để có thể tự chữa lành những cái tổn thương cơ thể của mình trong quá trình mình sinh sống, sinh hoạt, làm việc, lao động và sáng tạo. Trước đây đấy, cách đây tầm khoảng 20 năm trước, có lẽ là để mà tự chữa bệnh cho mình đấy là gần như là chúng ta không có cái công cụ gì cả, phụ thuộc rất là nhiều vào hệ thống y tế cực kỳ nhiều nhé. Và người Trung Quốc, và chúng tôi là người Hải Phòng, mà tôi là người Hải Phòng, thành ra là tôi tương tác quan hệ cũng như là tiếp cận rất nhiều người Trung Quốc. Và chính người Trung Quốc họ cũng có câu là chúng ta là ngủ trên một kho thuốc mà lại chết ở trên một kho thuốc. Và những cái câu như vậy đấy, có lẽ là hầu như ở tình trạng nào đó là chúng ta cũng đều nghe thấy, nghĩa là bản thân chúng ta có một cái kho thuốc rất là lớn trong cơ thể chúng ta nhé, chứ không chỉ đơn giản là đất nước chúng ta có những cái tài vật mà là thuốc mà mình có thể tự chế ra đâu. Họ nói là đúng nghĩa đen ấy, nói là cơ thể của chúng ta chính là một cái kho thuốc. Thì cách buổi trước tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, chúng tôi có các cái tuyến nội tiết, và các tuyến nội tiết đó tương đương với các luân xa trong yoga. Và các luân xa và các tuyến nội tiết đó thì tiết ra những cái hormone khác nhau và nhào trộn các hormone đó lại tạo ra thành cái thuốc để tự chữa bệnh của chúng ta. Đấy chính là cái kho thuốc ở trong người của mình nhé. Ngoài ra thì mình lại có một hệ thống y bác sĩ, thậm chí nó còn xịn hơn những bệnh viện cao cấp rất là nhiều lần, đúng không? Là hệ thống bạch huyết. Thêm nữa là chúng ta vây quanh cái đời sống của chúng ta hàng ngày này có rất nhiều các loại rau củ quả, hột hạt, rồi là các loại con động thực vật. Thì đấy cũng chính là một cái kho thuốc có ngoài tự nhiên. Chỉ có điều là mình không được giáo dục những cái kiến thức như vậy, và mình cũng chưa bao giờ biết được rằng là những cái kiến thức như vậy chúng ta buộc phải tự học, chứ không thể có chuyện mà trong trường lớp họ dạy chúng ta được. Và thực tế là đến bây giờ nhé, các cái trường quốc tế hoặc là những cái trường mà đào tạo giáo dục theo cái chất lượng tốt, và họ cũng đã dạy những cái môn như thế này, có thể tương tự những cái môn giống yoga và các cái môn tập luyện khác, nhằm mục đích là học viên có thể tự trang bị cho mình các kỹ năng sống căn bản. Có lẽ là trước đây thì cô chú anh chị trong trường học mình chẳng bao giờ được dạy là bơi nội đúng không? Bơi lội. Nhưng bây giờ trong trường học các con tập học bắt đầu từ cấp 2 trở lên là buộc phải học cứu đuối rồi. Đó là học bơi được ở mức căn bản. Và đã đưa vào trường học trở thành một cái môn học gần như là bắt buộc, có đúng không? Và các trường quốc tế thì họ dạy từ rất là nhỏ, 3 4 tuổi, 2 tuổi họ cũng đã dạy cho mình bơi rồi. Để tránh những trường hợp có rất nhiều người cực kỳ là giỏi giang, giỏi lắm, kiến thức đầy người, đúng không? Trí tuệ đầy người nhưng mà lại không biết bơi, và đôi khi là chỉ là sẩy chân ngã xuống nước này cũng là mất mất mạng. Thì có nghĩa là cuộc sống như vậy nó không cân bằng, nó lệch lạc quá. Nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta bảo chúng ta không cân bằng, thực ra là mình không phải là mình không cân bằng đâu, mà là do là mình thiếu trí tuệ, thiếu kiến thức, và rồi mình không cân bằng chính cơ thể của mình. Có đúng là chỉ cần chúng ta có kiến thức, chúng ta hiểu vấn đề thì tự động chúng ta cân bằng được cái cuộc sống của mình, nó rất là dễ, có đúng không? Chứ cứ bảo mình cũng nói chuyện mình sống cân bằng, nhưng cân bằng mà không có kiến thức thì chả lấy cái gì ra mà cân bằng cả. Và đúng là có rất nhiều người họ có cực kỳ nhiều những tài nguyên tài vật và họ cũng không cân bằng được cuộc sống của họ, bao gồm sức khỏe, cảm xúc, tinh thần, đúng không? Thân tâm trí không thể cân bằng được, vì đơn giản là cuộc sống của chúng ta nó bị lệch thôi. Thì đúng là những năm gần đây, khoảng tầm 3 năm gần đây, nhất là khi bắt đầu vào dịch tầm khoảng nửa năm,
Thì bắt đầu đất nước mình là đưa rất nhiều các loại kiến thức ở các quốc gia khác về đây, đặc biệt là người Ấn Độ, họ đang gần như là hợp tác với mình khá là nhiều mà, và đại sứ quán Ấn Độ họ làm rất là nghiêm túc về cái cách mà truyền tải các cái động tác yoga cũng như cái lối sống của yoga của người ta nhé, mà họ chia sẻ cho mình gần như là hoàn toàn miễn phí. Năm nào cũng vậy, họ đi tất cả các tỉnh thành, họ kết nối, họ giao lưu, họ tạo ra các cái cuộc chơi, cái sân chơi nhằm quảng bá cũng như là truyền tải đến cái lợi ích của yoga tới cộng đồng. Và ai đó mà may mắn đón nhận được những cái chu kỳ như thế này đấy, thì có lẽ là chúng ta không chỉ đơn giản là tiếp cận được những cái công cụ nâng cấp sức khỏe một cách chủ động, mà ít nhiều còn lấy được những cái nguồn lợi mà họ trao cho mình. Có là có rất là nhiều những thứ như thế, tương tự như này nhá. Trước đây tôi có tương tác với một chị tên là chị Tuyết, chị làm ở viện nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Bây giờ thì chị Nhung, Nguyễn Hồng Nhung, chị cũng là người Hải Phòng và chị đang công tác ở viện nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, hình như bây giờ đang là phó viện và hiện tại đang làm tổng thư ký của Liên đoàn Yoga Việt Nam, tổng thư ký của Liên đoàn Yoga Việt Nam nhé. Và các cô các chú anh chị ấy, thì đang tận dụng triệt để tất cả những cái tài nguyên mà người Ấn Độ họ cho không mình, họ cho không mình nhé, chẳng có mất một xu nào cả, thậm chí họ còn cho mình khá là nhiều thứ đấy, họ còn chỉ cho mình cái cách mua thảm ở đâu, cách mua các cái dụng cụ trang thiết bị ở đâu, chứ không phải mọi người cứ cứ thấy đau là chúng ta chữa, mà mình tìm những cái công cụ gì để xử lý được vấn đề đó đâu. Rồi tiếp tục này, chống tay trái sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân về trước, vòng dây qua nhé, vòng dây qua, siết và kéo căng. Mỗi động tác chúng ta sẽ giữ khoảng vài phút. Chính vì vậy mà vào tư thế rồi là phải giữ thật tĩnh luôn. Cụ thể ở tư thế này thì toàn bộ cánh tay bao gồm cổ khớp vai, khớp trỏ và khớp cổ tay là cái vị trí dùng để kéo. Toàn bộ cột sống của chúng ta thì thả lỏng. Toàn bộ hai chân của chúng ta thì thả lỏng. Cột sống được thả lỏng, hai chân được thả lỏng để cho lực kéo ở tay kéo giãn tất cả các đốt xương sống, cột sống của chúng ta về phía trước. Cô chú anh chị đừng có kéo bừa xuống một cái, nếu như mình cứ kéo gập xuống một cái đấy thì toàn bộ xương sống của mình sẽ cuộn tròn về phía trước. Còn ở đây mình làm đúng này, mình phải thả lỏng toàn bộ thân trên ra, lách 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 lựa lựa để cái lực kéo của mình nó tác động sâu vào trong các đốt xương sống, có nghĩa là chúng ta phải tách được các đốt xương sống ra khỏi nhau. Rất là dễ nhá, chỉ cần làm chậm lại, đừng làm theo cái kiểu hấp tấp quá, hồ đồ quá, đừng làm theo cái kiểu làm cho nó xong việc, và cũng đừng làm theo cái kiểu tâm thái là tập cho nó được việc, không bổ chỗ này thì bổ chỗ khác. Mình đang đưa tận cái suy nghĩ và lực kéo của mình vào tận các đốt xương sống, có đúng không? Cô Hạnh, cô tắt cái mic đi, cô vẫn chưa quen, cô tắt cái mic của cô đi. Cô tắt cái micro của cô Hạnh đi. Dướn thật dài cột sống của mình về phía trước. Kéo thật giãn tách các đốt xương sống của mình ra. Mình nghe trong TV báo đài, các cái bộ phim trưởng nói rất là nhiều đúng không? Ngấm vào tận xương tủy. Có nghĩa là có những cái gì đó mà nó di căn tận trong tận xương tủy của mình rồi. Có thể là cái nghiệp bệnh của mình, cũng có thể là cái gì ạ, cái gì đó tốt, cũng có cái gì có thể là cái gì đó không tốt hoặc là ít tốt, nó ngấm tận vào trong xương của mình rồi, và xương của mình đang hỏng rồi, thì có nghĩa là cái căn bệnh này nó đã làm sạo không chỉ vào lục phủ ngũ tạng rồi mà còn sâu tận vào trong xương tủy của mình rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải làm sao kéo sâu tận vào trong xương tủy của mình nhá, chứ đừng có đơn giản gọi là kéo cời 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 cho xong việc, xong rồi la oai oái kêu là đau quá chỗ này đau quá chỗ kia đâu. Mình bỏ ra có 500 nghìn một tháng, có 1 tiếng một buổi tập, cái lợi ích của mình cực kỳ lớn. Chỉ có điều cái khó ở đây là do mọi người làm sao, có thể là bỏ một số tiền rất là nhỏ thì ra là mình cái tâm thái của mình nó không được tốt thôi, nó không được quyết liệt. Đây không phải là tôi chê hay là tôi đánh giá cái gì nhé, mà đấy là cái tâm thái của người đi học, mà bản thân của tôi cũng đi học rất là nhiều, bây giờ vẫn đi học liên tục. Khoảng 3 4 hôm nữa, tầm 13 14 tháng này thì tôi sẽ đi học tầm khoảng 3 buổi chuyên sâu về xương và khớp ở Hà Nội. Thì tôi sẽ bật mic để các cô chú tự tập, anh chị tự tập.
cái việc mà mình đóng càng nhiều tiền ấy thì cái gia tốc học tập của mình nó tự học cực kỳ cao. Thì đây là cái tâm thái chung nhá, cũng giống như là cái đồ gì đó mình phải bỏ rất là nhiều kinh phí ra để mình có thể có được, mình sở hữu được nó đấy, thì mình làm giàu rất là quý giá. Còn thường đôi khi cũng là đồ tốt thôi, thậm chí là rất tốt, nhưng mà do là mình làm giàu mình cảm thấy rằng là mình quy đổi thành con số nó ít quá, và rồi là mình không có cái tâm thái nó sâu nó chặt, đúng không? Rồi quay lại vấn đề nhé, thì có phải là từ đầu tôi chia sẻ là người Trung Quốc họ nói cho chúng ta rằng là chúng ta đang nằm trên một kho thuốc khổng lồ, nhưng mà lại có rất là nhiều bệnh và chúng ta chết ở trên cái kho thuốc đó. Vậy thì cái kho thuốc đó là chúng ta biết được nó ở đâu rồi, đúng không? Thứ nhất, nó là chính trong cái cơ thể của mình có rất nhiều những cái tài nguyên, cái tài vật rất là quý, có rất nhiều là thuốc, chỉ có điều là mình không có kiến thức, thành ra mình không vận hành được cái cơ thể của mình thôi, cái kho thuốc của mình thôi. Ngoài ra nữa là xung quanh đời sống của chúng ta có rất nhiều cây củ quả hạt có thể chế tạo được thành thuốc. Và đúng là có những hãng thực phẩm chức năng cách đây tầm hơn chục năm nhé, người Việt mình là gần như là không có đủ cái năng lực để chế tạo được thực phẩm chức năng. Nhưng tầm khoảng 3 năm gần đây đấy, thì bất kỳ ai cũng có thể chế tạo được ra thực phẩm chức năng. Bất kỳ ai nhé. Chỉ cần đến một cái nhà máy bất kỳ đặt miệng, đặt mồm, khoảng tầm rơi vào tầm khoảng hơn 100 triệu, là chúng ta hoàn toàn có thể cho ra lò luôn nhé, một loại thực phẩm chức năng dành riêng cho chúng ta, tên của chúng ta luôn cũng được, có đúng không? Rồi vô lòng lòng đây tiếp tục này, kéo ngang rồi vòng tay qua, khóa chặt thẳng cái lưng của mình lên, khóa chặt. Tầm khoảng 3 hôm nữa thì tôi cũng có một sản phẩm thực phẩm chức năng dành cho Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng nói chung và các học viên tập luyện trên Zoom cũng như là đang tham gia tập luyện cùng với các huấn luyện viên khác. Sản phẩm đó nó giống như cái tinh dầu mà mình dùng để mình xoa bóp bấm huyệt ấy. Thì một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu cùng với cô chú anh chị cái tác dụng của nó là dùng làm sao giúp mình bôi lên da thịt của mình, và nó ngấm và tác động ít nhiều vào sâu trong da thịt của mình, làm mềm da thịt của mình ra, giúp mình tập luyện nó đạt cái hiệu quả cao hơn, bớt đau hơn, và nó có tác dụng là bền vững hơn. Cụ thể nhé, bền vững như nào, làm sao này, giả thiết như bây giờ chúng ta đang tập cái tư thế đứa trẻ, tư thế đứa trẻ này đúng không, và cái sự tác động là sâu vào ổ khớp háng, ổ khớp gối, thì hai cái ổ khớp háng, ổ khớp gối chúng ta phải kéo làm sao để là nó âm được sâu vào trong da thịt của chúng ta, có nghĩa là nó âm được cái cơn đau, cái sự tức mỏi sâu tận sâu vào trong các cái ổ khớp đó. Và ai đó người ta thiền tốt, người ta tập thiền tốt ấy, thì người ta hoàn toàn có thể thiền trong tư thế này, các bộ phận khác thì vẫn thả lỏng nhé. Đôi khi toàn bộ cái cổ chúng ta chẳng làm gì, chúng ta không liên quan, bỏ qua không quan tâm, đúng không? Tôi vẫn có thể lắc lư cái đầu rất là dễ chịu và thoải mái và tương tác nói chuyện với mọi người. Riêng là cái ổ khớp đang tập thì là bất động tuyệt đối. Thì chúng ta đang thiền như vậy, những cái kỹ năng vận động mà tốt như vậy thì không phải ai cũng có. Có nhiều người tập chán, lời cà lời cời, đấy, gọi là không có hoa tay hoặc là không có năng khiếu, tập bừa tập cho nó xong việc, đúng không? Cơ thể, ngôn ngữ, hình thể của mình xấu, có thể là vóc dáng của mình, chiều cao cân nặng là nó tạm ổn, gọi là tạm ổn đi, ổn so với mức trung bình xung mặt bằng chung của xã hội. Những cái cách đi đứng nằm ngồi cùi bò của mình ấy không đẹp, nó luộm thuộm lắm, gọi là trông không vô tổ chức vô kỷ luật lắm, chẳng có đâu đâu ra đâu cả. Nhìn cái bước chân của mình đi thôi mình đã thấy cảm thấy rằng là có cái vấn đề ở trong cái bước chân của mình rồi. Nhiều người đi giống như là bị tai biến, lù khà lù cù xấu kỳ luôn. Với cái tâm thái như vậy thì chắc chắn là có một loạt bệnh trong người. Chúng tôi là những người làm ở trong những công việc dạng như này, chúng tôi nhìn nhát qua phát là đã biết được hàng trăm hàng nghìn bệnh có sẵn ở trong người, và chúng tôi có thể dự đoán được cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mọi người ở gia đình hay là cái công việc mọi người đang làm nhé. Và nếu như mà mình không thay đổi cái tâm thái đó đấy, thì chắc chắn là cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, tất cả những cái tình trạng đó nó cứ tích lũy dần ở trong cơ thể của mình. Có thể là mình sống lâu thêm đấy, và mình cũng có thể nhiều trí tuệ hơn ở cái mặt chuyên môn của mình, và cũng có thể là mình tích được thêm nhiều tiền hơn, chứ cũng chẳng phải mình giàu có đâu, là mình tích được lũy được tốt hơn thôi. Có lẽ là mỗi một tháng mình bỏ ra được một vài ba triệu, mà mình sống đến mấy chục năm thì mình bỏ ra được một vài trăm triệu hoặc một vài tỷ, thì mình là người nhiều tiền thôi, chứ không phải là mình là nhiều là người giàu có thôi, chỉ là người có nhiều tiền, mà chính xác là người người nghèo có tiền, dùng từ chuẩn là người nghèo có tiền. Rồi gác cái chân trái của mình sang bên phải này,
vặn người nhé, đưa tay phải ra, và rồi cái tình trạng sức khỏe của chúng ta nó tệ đi thì chúng ta cũng không có trí tuệ, không có kiến thức để chủ động xử lý được vấn đề. Tự nhiên là tích cóp được rất là nhiều tiền, sau rồi đó lại bỏ cái tiền đó đi chữa bệnh. Cuộc sống như vậy là phản khoa học rồi, cái tâm thái và cái lối sống như vậy là đúng là rất là phản khoa học rồi. Cả xã hội bây giờ thì chẳng ai như vậy đâu, cuộc sống như vậy nó khổ quá, rất là lãng phí và rất là khổ. Mà mình cứ giữ cái tâm thái như vậy mà mình sống tiếp, và mình lại còn truyền tải cái tâm thái đó, cái suy nghĩ đó, cái lối sống đó cho con cháu của mình thì đúng là tội ác đó. Tôi gặp đúng rất là nhiều người như vậy, nhưng cực kỳ nhiều. Thì các cái buổi trước, đấy tôi dạy về về luân xa, cái bài thứ sáu. Hiện tại thì bài thứ sáu tôi mới mở luôn. Bài thứ sáu tôi nói rất là rõ về cái nghiệp này. Rất nhiều người tìm kiếm những thứ nó ít thực tế, đôi khi nó còn hơi nhảm nhí cơ, nó hơi tào lao cơ. Mọi người quên mất điều rằng là cái nghiệp mà mình mang ở trong cơ thể của mình đấy, mình gần như là mình truyền tải lại cho con cháu mình rất là nhiều. Hàng ngày mình liên tục đào tạo mà, cứ ngồi xuống cái bữa cơm gia đình là mình nói nhiều lắm, mình chia sẻ về cái lối sống và cách làm việc nhiều, cái lượng thông tin nó rất là nhiều, có lẽ là phải đến vài chục câu chuyện. Mình vội quá mà mình không có nhiều thời gian, chỉ có cái bữa cơm gia đình là mình ngồi xuống mình đào tạo con cháu của mình thôi. Và nhiều khi là đôi khi con cháu mình cũng chẳng nghe đâu, nhưng mà do nói nhiều quá, nó nhiều năm rồi thì thành ra nó hình thành một cái phản xạ rất là tự nhiên. Và rồi kiểu gì trong gia đình cũng có một vài đứa nhỏ, giả thiết như mình cũng sinh được ba bốn năm cháu đâu, thì kiểu gì cũng có một vài cháu là khá là giống mình, rất là giống mình về nhiều thứ nhé. Thì mình có cái gì lợi thì cái đứa nhỏ đấy nó cũng có những cái mặt lợi giống mình có những cái mặt gì đó là ít lợi, thì đứa nhỏ đó cũng có những cái mặt đó giống ý chỉ như mình. Vậy thì rõ ràng là mình đang truyền tải những cái điều cả tích cực cũng tiêu cực của cơ thể và tâm trí của mình cho cái thế hệ tiếp theo. Nhưng đúng là cái thế hệ tiếp theo thì cần phải bổ sung rất là nhiều thứ, càng ngày cuộc sống nó càng khó khăn hơn, nó càng nhọc nhằn hơn, cái sự cạnh tranh nó càng cao hơn. Trước đây khoảng 20 năm mà tôi dạy yoga, nhưng mà một mình tôi dạy đi toàn quốc, chẳng có ai cạnh tranh cả, không có ai cả, một mình tôi thích làm gì thì làm, sai hay đúng rất là đông học viên. Nhưng đến bây giờ đấy thì nhà nhà dạy yoga, người người dạy yoga, và tôi thì lại chuyển sang dòng gym yoga, và cũng bắt đầu lại làm sao cái thị trường, cái phân khúc của mình nó ít dần đi. Tại vì mình sàng lọc khách hàng mà cũng không được như trước đây, có cả ngàn học viên trong vòng 1 tháng, cả ngàn học viên, làm gì có nhiều cái cơ hội như vậy nữa, đúng không? Thì càng ngày cái ngành nghề gì cũng vậy thôi, bắt đầu có sự cạnh tranh lớn dần đi, và ai đó là di chuyển sang các quốc gia khác và lấy các kiến thức khoa học công nghệ của các quốc gia khác đem về đây và giáo dục đào tạo, thì đó là những cái cơ hội rất lớn cho những con người đó nhé. Ví dụ như cách đây tầm khoảng gần 1 tháng trước, tôi lên Hà Nội tôi học về khóa DESC. Mặc dù tôi đọc khá là nhiều về DESC rồi, nhưng tôi chưa sử dụng DESC vào kinh doanh chốt đơn. Nói là mình truyền tải kiến thức của mình rất là tốt, nhưng mình không biết cách chốt đơn khách hàng, giúp khách hàng làm sao mua cái sản phẩm tốt của mình, mà mình chỉ biết là trao đi thôi. Rồi buông coi là cái bàn cũng rất là quen thuộc đúng không, cái bàn tay đưa xa về sau, đúng rồi, đẩy cao lên, động tác này đấy, thì chúng ta sử dụng cái nhóm cơ lưng và tác động khá là nhiều vào hai cái ổ khớp vai. Vậy thì chúng ta cũng thiền luôn ở trong hai cái vị trí đó, có nghĩa là mọi người phải cố gắng dùng cái lực đẩy nó thật là vừa sức thôi, nó thật nhẹ nhàng mà nó thật vừa sức. Sau đó là chúng ta chờ đợi cái thời gian nó làm tăng dần cái cường độ, cái cơn đau mỏi nó lên, thì nó mới âm được thật sâu vào trong da thịt của chúng ta, nó mới tác động được rất là sâu vào trong các cái ổ khớp, và cái hệ thần kinh của chúng ta nó mới cảm nhận cái cơn đau đó. Mà thường thì cái cơn đau càng cảm nhận thì càng dữ dội bao nhiêu thì quá trình phục hồi xảy ra càng nhanh bấy nhiêu. Đây là công thức luôn nhé, công thức khoa học phân tích luôn đấy. Có phải là khi mà tất cả những cái vật tác động vào da thịt của chúng ta đấy mà chúng ta có cái cảm giác là đau, thì tự động mình sẽ né tránh những cái vật đó ra, có đúng không? Ví dụ như mình đi mình chạm vào tường, hoặc là vào những vật sắc gai nhọn, hay là đơn giản chỉ là va đập vào các vật cứng thôi, thì khi mình va đập vào mình sẽ đau, và đau thì mặc định là lần sau mình sẽ tránh, là để tránh bị va vào tiếp, đúng không? Đó, hoặc là đơn giản là chỉ là đi trên đường va chạm giao thông với nhau, thì lần sau tự động chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm là va tránh va đập như vậy để tạo ra những cái tổn thương vật lý,
cho cơ thể chúng ta, đúng không? Còn nhiều người mà không biết sợ là gì, hôm nay ngã xong ngày mai lại lao xe ra đường lầm mầm, không cần nhìn ngang nhìn dọc gì cả, đi một mình một đường, thì có lẽ là những người đấy là thần kinh họ có vấn đề rồi, ít nhiều họ cũng bị tâm thần ở dạng nhẹ. Rồi đẩy cao nhé, thì ở cái bài trong cái chuỗi yoga hướng dẫn dạy về luân xa, tôi cũng nêu rất là rõ về cái việc là những người bị thần kinh mà không hề biết mình bị thần kinh. Thì ở đất nước chúng ta cũng rất là thú vị là có bệnh viện thần kinh nhưng chỉ là chữa cái bệnh thần kinh thôi, có nghĩa là khi mọi người bị bệnh thần kinh nặng quá rồi không thể chịu được thì buộc phải đi bệnh viện thần kinh thôi. Còn bình thường thì chúng ta rõ ràng đang bị thần kinh mà mình không hề biết mình thần kinh ở mức độ nào nhé. Nhưng mà các nước phát triển thì rất là hay, họ làm sao họ ghi rõ một bệnh án rồi mình bị thần kinh ra như thế nào, ra làm sao, rất là rõ và chi tiết nhé. Và những cái người mà họ đọc được sẵn được cái bệnh án của những người đó đấy, thì họ bắt đầu né và tránh, tương tác không tới, không chạm tới, hoặc là né tránh để tránh cái trường hợp cái người mà đang tiếp giao tiếp với mình họ thần kinh lên, họ làm tổn thương đến mình nhé. Thì có rất là nhiều người bảo sao là nói chuyện với người này người kia tôi không thích, đúng không? Vì bạn ấy có vấn đề cái này cái loại cái kia, nhưng mình không biết được rằng là người ta bị thần kinh và chính bản thân mình không hiểu vấn đề đó. Thì thực ra mà nói thì đúng là mình cũng bị thần kinh ấy. Mình thần kinh ở đây là mình thiếu kiến thức, mình bị thành thần kinh vì mình không có kiến thức thôi, chứ không phải là mình bị bệnh thần kinh nhé. Và trong một gia đình cũng như vậy nhé, đôi khi trong một gia đình có 5, 7, 10 người đấy, nhưng không hiểu tại sao có một số người thì cái gì đó mà họ không vừa lòng là họ cứ gào thét ầm ĩ đấy, thậm chí là họ có thể tấn công, cũng có thể làm sao gây ra những cái áp lực cho những người trong gia đình. Thì có nghĩa là những người đó bị thần kinh một ít nhưng nhìn trên cái góc nhìn của họ thì họ thấy bình thường, và những người không có trí tuệ trong gia đình nhìn vào thì lại bảo họ là nóng tính. Nhưng những người có chuyên môn như chúng tôi, ở cái góc nhìn của chúng tôi đấy, thì chúng tôi nhìn thấy rằng là có những cái test kiểm tra để kiểm tra được và phát hiện ra rằng là họ bị thần kinh rồi. Hạ xuống tiếp tục này, dưới thẳng chân trái của mình đây, thoải mái nhá. Rồi tiếp tục nhá, nâng cái chân phải của mình thì đứa trẻ toàn động tác rất là quen thôi. Rồi khóa chặt, thẳng cái lưng của mình lên, tôi lấy luôn một cái ví dụ trong gia đình lớn của tôi nhé. Tôi có một cái gia đình nhỏ là bao gồm các đứa nhỏ của tôi và bản thân tôi cũng như là người phụ nữ của tôi, thì đó là gia đình nhỏ của mình. Hiện tại gia đình nhỏ của tôi thì tôi cũng phát hiện ra rằng là người phụ nữ của tôi cũng có một chút vấn đề về thần kinh, và thường thì tôi tránh giao tiếp hoặc là tác động trực tiếp vào cái khía cạnh thần kinh của cô ấy, thì cuộc sống nó trôi đi rất là nhẹ nhàng êm ái và cũng rất là thuận lợi. Nhưng nhiều khi là tôi không hiểu vấn đề, ví dụ như cái khóa DISC và DISC, cái khóa học đó là thấu hiểu cái tâm lý của cái người đối diện với mình để mình biết cách làm sao mà vận hành họ. Thì trong Luân Xa Yoga cũng dạy rất là rõ và chi tiết, chỉ là không nêu ra giống như vậy thôi, mà có nghĩa là nhìn theo cái góc nhìn khác nhưng họ giải thích là đúng như gì là như vậy nhé, không khác là bao nhiêu đâu. Và trong trường hợp mà tôi không hiểu chuyện mà tôi vẫn tương tác vào cái khía cạnh mà cô bị thần kinh, thì chắc chắn là tôi trao đi bao nhiêu thì tôi nhận lại đủ bấy nhiêu. Có nghĩa là tôi trao đi cái điều tích cực bao nhiêu thì tôi nhận lại tương đối điều tích cực, còn tôi trao đi cái điều tiêu cực một thì có lẽ tôi nhận lại khoảng tầm 10. Có nghĩa là người ta bị thần kinh mà mình không hề biết nhé. Nhưng sau khi mà tập luyện yoga, tìm hiểu về hệ thần kinh của yoga, thì bắt đầu tôi phát hiện ra rằng là có rất nhiều người xung quanh đời sống của tôi là bị bệnh thần kinh, và ngay trong cả gia đình của mình cũng có rất nhiều người bị bệnh thần kinh. Thì cái gia đình nhỏ của tôi là có vấn đề một chút, bản thân tôi cũng có một chút vấn đề về thần kinh nhé. Đó thì tôi chỉ chia sẻ một phần thôi, thì đó là cái gia đình nhỏ của mình. Còn gia đình lớn của mình thì có bố mẹ và các em của mình, đó là gia đình lớn của mình. Thì trong gia đình lớn của tôi thì cũng có 2 người bị bệnh thần kinh. Thì gia đình lớn của tôi thì có 5 người, 3 cậu em trai, trong đó là tôi là lớn, 2 cậu em trai nữa, 3 anh em trai, bố và mẹ. Mẹ của tôi thì đúng là bị bệnh thần kinh một chút. Cụ thì sống ở cái chu kỳ xã hội mà trước đây là người Hải Phòng hay chửi bệnh lắm, chỉ láo mà chỉ ngoa kỳ luôn, chửi cho xã hội ăn toàn những cái thứ kinh khủng, nó mất vệ sinh á, chửi theo cái kiểu giống như là nó trở thành một cái văn hóa chung của chu kỳ xã hội đó rồi.
Có lẽ là bây giờ nhiều cô chú mà độ tuổi tầm khoảng 60-70 trở lên vẫn đánh đá như chỉ như vậy, hay chỉ bậy, chỉ quăng, chỉ mắng cháu kinh khủng lắm. Chỉ con chó con mèo kiểu như ra đây là tôi, đây là bà tướng đấy, tôi có thể cân được cả cả thế giới. Rồi gác cái chân phải của mình sang ga thì vặn người tiếp này, xoay thật căng cái đầu của mình nhìn về vai trái nhé. Thì trong cái thời gian mà tôi chưa được học tập, trước cái lúc còn nhỏ thì được bố mẹ cho tiền đi học, những cái kiến thức đó thì không đủ để vận vận hành cái cuộc đời của mình, cũng như là vận hành cái gia đình nhỏ, gia đình lớn của mình. Thì mình cảm thấy rằng cái gì thiếu thì mình đi học thêm, chứ nhiều cái là mình cũng chẳng có tiền để mà đi học những thứ mà nó dự đoán trước, mà mình cứ là học mình làm thôi, và sau đó mình thiếu thì mình đi học thêm. Thì cách vận hành cuộc sống của tôi có lẽ cũng giống khá nhiều mọi người, khá nhiều đấy. Giả thiết như chúng ta chuẩn bị đi lấy vợ thì chúng ta phải học cái kiến thức vận hành vợ đã. Bản thân tôi lấy vợ thì tôi phải đi học kiến thức vận hành vợ, và chuẩn bị sinh con thì chúng tôi phải chuẩn bị rất là nhiều các kiến thức để chăm sóc được một đứa trẻ. Và khi mà cơ thể của tôi bắt đầu chuẩn bị chuyển dần sang cái tuổi trung niên thì bắt đầu tôi lại bổ sung thêm một loạt các cái kiến thức để vận hành cái cơ thể ở tuổi trung niên của mình, đúng không? Thế thì có nghĩa là chúng ta cứ sống những cái tầm độ tuổi nào đó thì chúng ta bắt đầu lại bổ sung thêm những cái kiến thức đó. Thì các cụ ngày xưa thì có lẽ là không có nhiều điều kiện kinh tế, và cái chu kỳ xã hội đó cũng họ cũng chẳng dạy được cho chúng ta, không có những khóa học như vậy. Thành ra là mọi người gần như là chỉ là chia sẻ lại cho nhau thôi. Tôi có kinh nghiệm rồi và cứ làm theo những cái điều tôi chia sẻ thì bạn sẽ có làm sao, bạn sẽ có kiến thức để cho cuộc sống của bạn nó tốt hơn. Và có đúng là mọi người hay chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình, cái vấp váp của mình trong quá khứ cho lại các thế hệ con cháu của mình, có đúng không? Vậy thì bây giờ lấy một cái ví dụ nhé, cả một cuốn sách hoặc là một tập sách bao gồm tầm khoảng một bộ sách khoảng 7-8 tập, 7-8 tập đó giải thích rất là chi tiết và đầy đủ về tất cả cơ thể của mình, cái cách tập luyện, cái cách ăn uống như nào ra làm sao, thay đổi cái lối sống sinh hoạt như nào ra làm sao để có thể tự chữa được bệnh cho mình. Vậy thì một cuốn sách hoặc là một bộ sách như vậy nó sẽ là tập hợp cái kinh nghiệm của nhiều ngàn người ở nhiều chu kỳ xã hội khác nhau, có lẽ là bao gồm cả người đã chết và người đang sống. Thì tôi cũng có hai cuốn sách như vậy nhé, tự mình xuất bản và có giấy phép xuất bản cẩn thận, đầy đủ rất là chi tiết. Cô chú anh chị mà có cần thì buổi sau tôi sẽ giới thiệu, và mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái cuốn sách đó để làm sao tự vận hành cái cơ thể của mình đi qua các cái chu kỳ một cách cách nó an lành nhất. Có lẽ là những cái chu kỳ trẻ thì mình đã đi qua rồi, nhưng bây giờ những chu kỳ gần tới là độ tuổi già lão hóa thì mình cũng cần rất là nhiều kiến thức để vận hành cái cơ thể của mình chứ, đúng không? Ngoài ra thì cái cuốn sách này sẽ cho chúng ta cái kiến thức để có thể vận hành lại được những cái đứa nhỏ từ lúc còn nhỏ xíu đấy, đúng không, cho đến khi mà các cháu dần dần lớn tuổi dần lên và cần phải vận hành, hiểu rằng cái cơ thể của mình nó thay đổi chứ, và nó ăn cái gì, nó sinh hoạt, nó lao động, nó làm việc như làm sao để phòng tránh những cái bệnh mà nó có thể xảy ra trong quá trình mình lao động và làm việc. Rồi buông quay lại thì lưỡi câu ngồi nhá, có hai chân trụ vào nhau, hai cái ngón chân út chạm vào nhau. Rồi với dài người về trước, gập sâu người xuống, cúi đầu xuống, thật thả lỏng. Tuy nhiên thì để mà giáo dục ấy thì thường là phải giáo dục những người trẻ, thì cái não của họ làm sao còn loát được nhanh và còn nhớ được nhiều. Chứ còn cô chú anh chị bây giờ chỉ là người già chỉ để chăm sóc thôi, chứ người già bỏ học cái gì nữa. Tế bào não trước đây có 1 tỷ tế bào thì bây giờ có lẽ nó chết đến tầm 70% rồi. Thành ra là có khi là huấn luyện viên tôi đang nói chuyện từ nãy giờ nó giả giả chăng nữa thì mọi người cũng ù hết tai rồi, có nghe thấy gì đâu. Xương sống các thứ cột sống mình yếu, mình hỏng, mình thoái hóa rồi, tai nghe nó cứ ong 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 ù ấy thì làm sao nhớ được cái gì. Rồi tất nhiên thì được ít cũng được, được ít hay được nhiều, được nhiều thì tốt, còn được ít thì cũng là quý, đúng không? Chứ không phải là chúng ta cảm thấy rằng là không cần thiết lắm. Còn cả một vài chục năm nữa sống trên đời mà, thì tội gì mà không làm cho cái cuộc sống của mình nó thăng hoa hơn một chút, nó chất lượng hơn một chút, có đúng không? Và cứ mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí thì góp gió thành bão thôi, cứ nâng nhặt chặt bị thôi. Chứ không thể có chuyện mà làm sao mà tập một buổi hay ăn một cái món gì đó hay là tập một cái bài tập gì đó mà nó đem lại được tất cả những cái lợi ích mà mình mong muốn nhá. Cái suy nghĩ như vậy rất là ngây thơ, không có những cái điều đó đâu, mà chỉ là nâng nhặt chặt bị mỗi ngày một chút và góp gió thành bão thì chất lượng sức khỏe của chúng ta nó sẽ tăng dần lên, chất lượng sống của chúng ta nó sẽ tăng dần lên theo thời gian thôi.
và hàng ngày mọi người tập luyện cùng với tôi này, và được nghe những cái câu chuyện tôi chia sẻ này, có thể là ban đầu nó cũng chẳng có nhiều giá trị gì cả, nhưng lâu dần nếu như mình có cái cơ hội để sử dụng cái kiến thức đó thì mặc định là mình sẽ lại thấy có giá trị, đúng không? Và có rất nhiều người thì đúng là cả cuộc đời họ cũng chẳng phong phú gì đâu, có lẽ chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái khu vực mình sống một vài chục cây số đổ lại thôi, chứ chẳng đi ra khỏi khu vực của mình sống nhiều lắm, đến vài chục cây số đâu. Đặc biệt là các cô tầm khoảng sáu mấy buổi tuổi, 70 tuổi trở lên ấy. Nhiều người thú vị kỳ. Hải Phòng là thành phố biển nhé, nhưng tôi biết là có nhiều cô chú anh chị tầm 60 mấy tuổi trở lên chưa bao giờ đi ra biển, chưa bao giờ đi ra biển nhé, nhưng nhà mình cùng lắm chỉ cách biển tầm khoảng 15 17 cây thôi. Nhà tôi cách Đồ Sơn tầm khoảng 20 cây mà chạy đường thẳng tắp luôn, đường to đùng thẳng tắp. Nhưng mà rất nhiều cô chú anh chị chưa bao giờ ra đến biển, thậm chí là chưa bao giờ trèo lên núi voi. Hải Phòng có cả núi này, có cả biển này, rất là đời sống rất là phong phú mà chỉ loanh quanh thôi, đúng không? Không gian cũng cực kỳ là phong phú, ngay trong nội thành cũng có quả núi to đùng, quả núi voi ấy, quả núi ở Kiến An. Càng căng càng chắc, chúng ta thiền bất động ở trong từng tư thế nhé, vậy thì đời sống của mình nó không phong phú. Thành ra là bây giờ họ đã tràn những cái kiến thức ở những quốc gia khác về rồi, ví dụ như chúng ta đang tập cái kiến thức của Ấn Độ này, vậy thì rõ ràng là mình làm sao, mình đời sống của mình nó nhạt quá, nó cứ lặp đi lặp lại đến đến cái ngưỡng có lẽ là chính bản thân mình chán nhiều quá thành quen đấy. Có lẽ là ban đầu là mình thấy bình thường vui hạnh phúc, sau lâu dần thì cảnh vật nó quá là quen thuộc, quen đến cái ngưỡng mà mình chán, và chán nhiều quá thì cuối cùng mình cũng chẳng quan tâm đến cái việc chán hay không chán nữa, nó cũng không cần thiết, đúng không? Quá lâu rồi, rất là nhiều thời gian rồi, và rồi thì cái môi trường sống của mình, cái công việc của mình nó sẽ đem đến cho mình một loạt các sự tổn thương về cơ thể ít hoặc nhiều. Tuy nhiên thì đúng là khu vực mình sống nó có ít kiến thức quá, ít trí tuệ quá, thành ra là mình cũng làm sao không có đủ kiến thức để vận hành cái cơ thể của mình ở những cái chu kỳ đó. Và rồi đúng là xã hội hiện tại bây giờ cực kỳ là văn minh nhá, khoảng 3 năm trở lại đây, bắt đầu vào dịch được khoảng 1 năm thì bắt đầu các cái cơ quan báo đài nhà nước bắt đầu in rất là nhiều sách khác nhau. Mọi người có thể đi ra cái siêu thị đấy, siêu thị sách mà dạo chơi một vòng thôi, để ý vào những cái quầy sách mà dạy những cái cách sách phát triển kỹ năng sống, hoặc là các cái sách mà chữa các cái bệnh tự thân có thể chữa được bệnh nhé. Họ bán cực kỳ nhiều của tất cả các chuyên gia khác nhau. Trước đây để xuất bản một cuốn sách nó là một cái điều gì đó vô cùng khó khăn, khó vô cùng luôn. Cần phải có cái cách viết, cách nói rồi đủ thứ, rất là nhiều thứ nó có khâu thủ tục, chứ đừng nói là có mỗi tiền không mà có thể viết được sách nhé. Nhưng bây giờ rất là dễ, đôi khi chúng ta chỉ là kể lại cái câu chuyện mình đang làm việc, là vì mình không biết viết mà, rồi buông lỏng rồi dạy, mình chỉ là kể lại cái câu chuyện, cái công việc hàng ngày của mình thôi, duỗi thẳng cái chân trái sang bên rồi hai tay nâng ngang vai, chân trái xuống sang bên nhá, nghiêng người này, căng hết sườn mình sang một bên. Có những cái có cái những người người ta chắp bút lại cho mình và người ta chỉnh lại câu từ dựa trên những cái gì mà mình kể, mình nói chuyện với người ta, và họ cũng làm luôn cho mình xin phép xuất bản, tìm nhà in, in màu, có thể là bốn màu, cũng có thể là không màu, cũng có thể là một màu, đúng không, cũng có thể là hai màu, và giá để xuất bản cuốn sách như vậy cũng rất là phải chăng, và họ cũng xuất bản giúp mình cũng rất là hợp lý, một cuốn họ cũng có thể in giúp mình, 1.000 cuốn họ cũng có thể in cho mình đó. Vậy thì các cái công cụ như vậy bây giờ có rất là nhiều, và mọi người có thể tham quan những cái hiệu sách và nhận thấy rằng là những cái sách mà giáo khoa như trước đây chúng ta mua để học đấy, sáu sách là ví dụ lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến hết 3 năm cấp 3, những cái năm cấp 3, 12 năm cấp 3 và những cái sách đại học ấy, thì trước đây chỉ có những cái dạng sách như vậy thôi, cùng lắm là xuất bản những cái tạp chí chính thống của làm sao là khoa học trò hay là báo dân trí hay cái gì gì đó. Nhưng bây giờ nhá, các cái sách mà có những cái chuyên gia đấy nó còn nhiều vô cùng tận luôn, và chúng ta hoàn toàn có thể lấy hết cái kiến thức của những cái chuyên gia đó về trở thành của mình nhé, rất là dễ đúng không? Thì ai đó mà chịu khó đọc sách một chút đấy thì có nghĩa là đang lấy kinh nghiệm của nhiều nghìn người về trở thành của mình, thay vì là ngồi đấy nghe kinh nghiệm của một người. Tôi có cái thú vị là chúng tôi là những người rất thích đọc sách, chính vì vậy là chúng tôi không bao giờ nghe những người có kinh nghiệm nữa, mà chúng tôi nghe sách, những cái người phải viết được sách hoặc là phải có sách thì chúng tôi sẽ làm sao ngồi đấy lắng nghe cái sự chia sẻ của người ta, nói là phải có sách mách tôi có chứng đúng không? Tôi nói ra cái điều này ở cái trang sách thứ bao nhiêu, dòng thứ bao nhiêu,
và cầm luôn quyển sách đó là giải thích chỉ cho mọi người. Mọi người muốn quan tâm tìm hiểu thì tìm cuốn sách này, chứ còn một cái cô ở chú ở hàng xóm hay bên cạnh nhà mà năm bảy 80 tuổi rồi mà bảo rằng là ăn ba con tôm, ăn năm ba con tôm rảo cộng với cái cây xương rồng gai, ninh nó lên xong rồi hấp cách thủy nó lên xong rồi để cho ngăn mát, hoặc là phơi ra phơi xương, phơi xương này cũng như là để qua đêm phơi xương nó tự chín ấy. Xong rồi nó ăn để nó chữa bệnh xương khớp. Có thật những cái thứ đấy tôi nghe nó nhảm nhí lắm, nghe nó tào lao lắm, nghe nó còn buồn cười, vớ vẩn buồn cười, chả ai đi nghe một cái câu chuyện nó rất là vớ, nghe nó chả có chịu trách nhiệm gì cả. Và thường là đúng là người Việt của mình đúng là hay có thói quen như vậy, cứ ai mách cái gì đó làm cái gì đó chữa được bệnh gì đó và tin đồn là bắt đầu cứ nhau nhau tới, xong rồi sử dụng những cái dịch vụ như vậy tốn cực kỳ nhiều thời gian, tốn thời gian và vô tình mình làm hỏng mất cái cơ hội chữa bệnh của mình. Đáng lẽ là bệnh của mình nó đang ở mức độ 1 thì để xử lý cái mức độ 1 nó rất là đơn giản, nhưng mà mình để lang thang đi tìm những cái thứ mà gọi là nó ít tiền thôi, lấy công làm nãi đấy, đúng không? Mình chịu khó mình đi từ điểm A đến điểm B, nó đặt tay vào hông lên, co hai chân trái vào lòng, dưới chân phải sang ngang, hai tay nâng vai, nghiêng người sang phải. Mình lấy công làm nãi, mình tiết kiệm tiền, tại vì mình cũng không có nhiều thời gian, mình cũng chẳng có nhiều tài năng gì cả, và mình chỉ có một vài cái tài năng như vậy thôi. À, người ta mách ở đâu đó là ông này ông chữa cái này rất là tốt, bà kia người uống cái này bóc cái kia chữa rất là tốt, sau sau đó chúng ta đến chúng ta thử thử không được chúng ta bảo không hợp, đúng không? Và rồi thì cái tình trạng của mình nó đang ở mức độ 1, nó chuyển đến mức độ 3, 4 rồi, nó nặng hơn rồi. Sau sau đó chúng ta lại làm sao? Đâm lao thì phải theo lao. Tiếp tục lại vẫn cái lối sống, cái suy nghĩ như vậy. Tiếp tục đi tìm những người khác tương tự. Có nghĩa là chúng ta có cái tư duy như vậy thì chúng ta lại làm sao? Chỉ có đổi từ vị thầy này sang vị thầy khác thôi. Đổi từ loại thuốc này sang loại thuốc khác thôi. Chứ còn cái cách làm thì vẫn như cũ. Và rồi thì cái tình trạng của chúng ta nó thành cái mức 6, mức 7. Nặng quá rồi không thể chịu được nữa rồi. Bắt đầu đau quá không thể chịu được nữa rồi. Thì bắt đầu mới đi tìm những giải pháp làm sao thực sự mà cần thiết, thì lúc đó là có lẽ là gặp bác sĩ mất rồi, nó nặng quá rồi chúng tôi cũng chả xử lý được. Cái mức độ nó đỡ mức độ, ví dụ như là xương khớp nó mất ở mức độ 8 rồi, có nghĩa là nó đã tác động vào dây thần kinh rồi, chèn vào dây thần kinh rồi, làm lú lẫn ở đó rồi, nó mất ngủ rồi, nó đã có nghĩa là có cái ổ viêm rồi, đúng không? Có thoái hóa rất là nặng rồi, có gai rồi, có thoát vị rồi. Thì những người như chúng tôi làm sao không xử lý được, buộc phải sang bác sĩ. Bác sĩ họ phải tiêm giảm đau tiêu viêm vào, sau sau đó về ngủ cả tuần, nằm im một chỗ gọi là bất động cả tuần rồi, thì bắt đầu nó hồi hồi hồi, hồi dần lại được khoảng tầm 30-40%, êm người được, bắt đầu mới nết được đi để mà gặp những người chúng tôi để vật lý trị liệu, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta có nhiều làm sao, nhiều vị thầy đón nhận chúng ta, nhiều bác sĩ đón nhận cái tình trạng của chúng ta ở nhiều cái mức khác nhau, có thể là 1 đến 10. Tuy nhiên thì bản thân chúng ta là người tiêu dùng thông minh, thông thái là chứ không phải chỉ đơn giản là thông minh đâu, thông thái và minh mẫn. Mình phải biết rằng là cái cơ thể của mình nó đang ở cái ngưỡng nào đó thì cần phải sử dụng cái công cụ nào đó, chứ không phải là cứ một cái công cụ có thể xử lý ở tất cả các cái vấn đề, tất cả các cái cường độ khác nhau nhé. Cũng giống như là cái xe máy mà nó hỏng đấy, thì nó hỏng ít thì chúng ta có thể tự sửa được, nhưng nó hỏng nặng thì chúng ta phải làm sao đi ra thợ sửa chứ, chứ bản thân chúng ta làm sao sửa được nữa. Còn nó cong vẹo đi, nó cong vẹo đi rồi thì thợ cũng chẳng sửa được nữa rồi, thì phải đưa làm sao, đưa phải sắt vụn thôi, đúng không? Nó nát quá rồi, thợ nhìn cũng lắc đầu thôi, đưa sắt vụn bán thôi. Thì cái cơ thể của mình cũng vậy thôi, nó hỏng ít thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chữa được, nó hỏng hơi nhiều thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chữa được, và khi nó hỏng nhiều thì chúng ta làm sao cần phải tự chữa cùng với những người chữa hộ mình, ví dụ như chúng tôi, đúng không? Còn khi hỏng nặng quá rồi thì là cần sao đông tây y kết hợp cả cúng, có nghĩa là làm sao cả người sống lẫn người chết đều cùng hợp lực vào để chữa giúp mình. Và đúng là có rất nhiều người bệnh cực kỳ nặng nhá, họ làm sao họ chuyển sang tu tập, họ cắt hết tất cả những cái lối sống của người người sống đi luôn, đúng không? Mà họ chuyển vào sống rất là thanh đạm đơn giản, đặc biệt là những người ung thư đấy, họ cắt hết tất cả những cái loại thực phẩm mà nuôi dưỡng các tế bào ung thư phát triển, và có một loạt các kiến thức dạng như vậy nhé, nhịn ăn này, tập luyện này, hoặc là thay đổi các loại thức ăn này để tự chữa bệnh cho mình, có cực kỳ nhiều luôn, nhiều vô cùng. Rồi đặt tay trái vào hông lên, tiếp tục này, xoay người sang trái nhá, thấy con rắn này, bước lùi cái chân trái về sau, dựng hai bàn chân lên vào lòng một con sống, thả lỏng các đốt thắt lưng của mình ra,
Động tác này tác động bẻ vào các ổ khớp của đốt thắt lưng, đặc biệt là đốt số 4 và đốt số 5. Thì ai đó mà đang bị thoái hóa đấy, đau ấy, thì họ chắc là không chịu đâu, đau cực kỳ luôn. Tại vì bẻ trực tiếp mở cái ổ khớp đó ra, và ít nhiều thì những cái da thịt ở xung quanh nó đã tổn thương rồi thì nó làm cho chúng ta rất là đau. Tuy nhiên thì để giảm những cơn đau đó cũng như là hỗ trợ cơ thể tự chữa lành nhá, thì chúng ta hơi đổ người về phía trước. Các cô chú nhìn cái hình ảnh tôi làm này, đấy, tôi đang làm mẫu này, hơi nhau người về phía trước một chút, thì tự động chúng ta làm sao vừa kéo giãn cuộc sống của mình về sau và vừa kéo giãn cuộc sống của mình về trước, thì cái cơn đau nó sẽ giảm đi, đúng không? Và mình thì chỉ cần làm sao nhỉ, thiền trong tư thế này, thiền trong cái gì nhỉ, các đốt sống thắt lưng bị bẻ cong, cái lực bẻ cong của đốt thắt lưng phải giữ thật ổn định. Thì từ từ nè, từ từ cái cường độ cơn đau nó sẽ tăng dần lên, có đúng không? Ban đầu thì chúng ta chỉ thấy hơi ái ui một tí thôi, thì mình kéo vừa thôi, đừng có kéo mạnh quá xong rồi ái ui đau quá, không tập được đâu, không tập được đâu. Sống đến 6, 7, 80 tuổi rồi mà mình vẫn còn hời hợt như vậy thì chắc chắn là mình đang phải trả giá rồi. Chỉ là một cái lực tác động vào da thịt của mình hoàn toàn có thể khống chế được nhá, và điều chỉnh nó vừa phải trong cái sức của mình, chứ không phải là cứ bẻ đánh bừa một cái xong rồi ấy đau quá, ui đau quá, không tập được đâu, không tập được đâu, đúng không? Làm gì mà đến mức rồi cuộc sống của mình nó nhạt nhòa đến như vậy. Tôi nghe nhiều, rất là nhiều người kêu rên la y xì như vậy, và thường là những cái người mà ăn mặc lại còn đẹp đẹp một chút, lại có cái trí tuệ một chút đó, trông có vẻ như là giáo sư bác sĩ gì gì đó mà la oai oái như vậy, tôi chán cực kỳ luôn. Nhiều khi tôi còn lẩm bẩm ấy, trong đầu ấy, chị sốt ruột là mới chả rên rách việc, có nghĩa là mình nghĩ trong đầu là như vậy đấy. Tất nhiên là mình không nói ra, cũng mình không phản ứng, nhưng mà mình cảm thấy rằng là họ đang làm ô nhiễm cái bầu không khí của mình làm việc. Và trong một lớp tập offline mà có 3 người rên như vậy nhé, thì chắc chắn là tôi sẽ cho những cái bạn ấy nghỉ, thì bạn đem những cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực đến lớp của tôi. Tất nhiên là tôi phải hướng dẫn chia sẻ và nói đi nói lại khá là nhiều lần, ít nhất là 3 lần, 3 lần rồi mà vẫn còn dùng bản năng của mình mà phá lớp của tôi như vậy, thì chắc chắn là tôi sẽ mời nghỉ thôi, cũng không cần những cái học viên như vậy. Với là họ có vấn đề về thần kinh rồi, mà những người thần kinh, 5, 7 người thần kinh giống nhau mà họ ở trong lớp của mình, họ phá tan lớp mình ra mất. Chứ không phải là mình không yêu quý, không muốn chăm sóc họ, nhưng họ cố tình không hiểu. Cái cách tương tác của họ sẽ làm hỏng cái môi trường mà mình đang tạo ra, mình đang hướng tới, cũng như là mình làm sao làm việc trong cái môi trường đó. Rồi thì cho giúp mình nâng người lên, đè về, đè về, thẳng thắn ngay ngắn và vuông vắn nhé. Hai cái bàn chân xoay song song với nhau, thì tôi cúi đầu xuống, tôi hoàn toàn nhìn thấy hai cái bàn chân của mình này. Trong cái quá trình mà tôi hướng dẫn tập luyện yoga ấy, tôi luôn luôn quan sát xem và tìm kiếm xem những cái nhân tố họ tập tốt, kể cả là online hay là offline nhé, rất là nhiều và thường xuyên. Có rất nhiều người họ tập cực kỳ là ngay ngắn, vuông vắn và thẳng thắn, và thường những người như vậy là khá là hiểu chuyện, trong đời sống hàng ngày họ giao tiếp họ rất là hiểu chuyện. Có thể là họ biết nhường nhịn người khác, cũng có thể là họ thấu hiểu người khác, cũng có thể là họ biết thích giúp đỡ người khác. Nhiều người như cách đây tầm khoảng 2 hôm đúng không, 2 hôm trước, mọi người trên mạng xã hội đúng không, có một cái cô mà cô ấy, một cô gái, hai người, cái video này đang lan truyền rất là rộng trên mạng xã hội, là cô đâm đến 90 nhát, một người ở bị đè xuống phía dưới đến 90 nhát mà đâm một con người thì chắc chắn là người đấy bị thần kinh rồi, chứ làm gì có đến mức của huyết hoại thâm thù gì mà đâm người ta đến 90 nhát, đến 90 nhát chắc là mình có khỏe như trâu như bò, những người là vài chục nhát nữa là nhọc lắm rồi, hết năng lượng, xả hết năng lượng rồi. Chỉ có người điên cũng như vậy. Thì cái người chứng kiến nhé, cái người chứng kiến thì hiện tại là trên mạng xã hội hiện tại vẫn còn có một, vẫn đang lan truyền cái video đó, các cô chú anh chị có thể tìm hiểu và quan sát nhé, để phân tích nhé, chứ không phải là mình tìm những cái điều tiêu cực đâu. Mình nhìn vào những cái việc tích cực và tiêu cực để mình tìm ra những cái bài học và mình phân tích theo cái góc nhìn của mình, nó cuộc sống nó thú vị lắm. Thì chúng tôi phân tích tiếp rằng là cái người đứng nhìn ấy mà họ thấy rằng là cái anh ấy nhìn xong rồi anh xem xong rồi anh không thấy gì, anh ấy bàng quang, anh ấy bỏ đi, cái người nam giới đấy, người ta bỏ đi, người ta không không có sự can thiệp gì cả, cũng là rất là bàng quang. Vậy thì chúng tôi phải nhìn theo cái góc độ của mình, người đấy cũng điên nốt, có nghĩa là phải có vấn đề thần kinh thì mới như vậy, chứ một người bình thường thì
ít nhất mà thấy một ai đó người ta tấn công một người nào đó thì ít nhất mình cũng phải la hét ầm ĩ đây, bản thân của mình cũng thấy sợ hãi cái điều đó thì mình ít nhất mình cũng phải hét lên một câu rồi giết người rồi cướp của rồi hay gì gì đó hô loạn lên, thì ít nhiều cũng giúp cho chính cho bản thân của mình nhé an toàn, và giúp cho chính cho làm sao cả cái người đang bị tấn công thậm chí là người tấn công cũng an toàn. Có khi đâm ba nhát thôi, ba năm ba nhát thì người ta không chết đúng không, thì mình cũng không có tội nặng hơn. Nhưng bây giờ để người ta sọc đến chết với nhá thì có nghĩa là tất cả những người đấy đều có vấn đề hết. Thì nhìn theo cái góc nhìn mà luân xa nội tiết hóc môn và thần kinh thì chúng tôi phát hiện ra rằng là cả hai người ấy đều bị điên ít hoặc nhiều đúng không, và cái cơ hội mà trong đời sống mà gặp như vậy là không nhiều. Thành ra là mình phải nhìn vào cái sai lầm của người khác để rút kinh nghiệm cho chính mình. Có rất nhiều người nhé bình thường thì không điên nhưng thi thoảng lại lên cơn điên, và một ngày thì có lẽ là lên vài cơn đấy. Vừa rồi thẳng người ra thẳng gối hai tay với về trước, cái con mèo nằm xuống nhá, cố gắng chạm cái mặt trước cổ của chúng ta xuống hàm. Ban đầu mình tập thì cái ổ khớp vai nó rất là cứng thì mình cứ đè đi, cứ mỗi ngày một chút mỗi ngày một chút, cái ổ khớp khớp làm sao nó sẽ dao động của nó tăng cái biên độ vận động lên thì tự động làm sao nó mềm mại dần đi và thịt của chúng ta trẻ lại thôi. Cứ giữ thật tĩnh nhá, thường thường đến cuối buổi bắt đầu tôi quan sát là tôi sửa là chính, thì mọi người cứ giữ thật tĩnh thôi. Cái ổ khớp vai của mình mà cứng quá, da thịt của mình mà chai quá thì sẽ dẫn tới là máu huyết không lưu thông được, mà máu của mình thì ai cũng biết rồi, nó giống như shipper đấy, nó giống như shipper đấy, và nó ship tất cả dinh dưỡng lẫn oxy đi đến tới tế bào trong cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta thường nó có khoảng tầm 200 bộ phận, tất cả các bộ phận nhé thì có khoảng 200 bộ phận, và mỗi một bộ phận đó phải được cấu tạo bởi rất nhiều nghìn tế bào, nhiều tỷ tế bào. Đôi khi là mình cứ nghĩ rằng là cơ thể của mình là có mỗi một cái thân thể thôi, nhưng không phải đâu, có tới 200 bộ phận khác nhau cấu thành cái cơ thể của mình. Nó cũng giống như cái xe máy đấy, có vài trăm chi tiết cấu thành một cái xe máy. Vậy thì để làm ra được một bộ phận đó thì phải có rất là nhiều tế bào. Nhưng cái máu của mình bây giờ nó giống như shipper đấy, nó dẫn năng lượng đi, dẫn thuốc đi, dẫn thực phẩm chức năng đi, dẫn cái gì nữa, dẫn oxy đi, đi khắp nơi trong cơ thể của mình, và nó chuyển những cái nguồn năng lượng đó tới những cái tế bào, những cái góc cạnh khe kẽ đó. Vậy thì cái việc của mình là làm tập tập và tập và tập và tập, ăn uống sạch sẽ nghiêm túc để làm sạch cái hệ thống mạch máu của mình thì shipper nó mới đưa được năng lượng tới chứ. Chứ đừng có giữ cái tâm thái là cậy là tôi người có tiền, đúng không? Bây giờ xã hội ngày xưa thì mới bảo là chứng minh rằng mình là người giàu có thì người ta mới kinh thôi, chứ còn bây giờ chẳng quan tâm đâu, nhiều người ta giàu lắm đấy, thậm chí là người ta giàu nhiều ở khía cạnh khác nhau, giàu về mối quan hệ, giàu về con cái, giàu về tình cảm, giàu về trí tuệ ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, giàu về tiền ở nhiều các cái dòng tiền khác nhau, chứ không phải là có mỗi một dòng tiền. Có người đó có vài chục dòng tiền, có tiền chứng khoán, người ta có tiền đất cát, người ta có tiền thuê nhà, người ta có tiền thụ động, người ta có tiền làm hệ thống, người ta có tiền đầu tư, có hàng trăm hàng nghìn các loại dòng tiền khác nhau. Mình thì có mỗi một dòng tiền làm công ăn lương hoặc là chỉ buôn bán thôi. Có lẽ cả cuộc đời tích lũy được một vài chục tỷ đã tưởng mình giàu rồi. Không phải đâu, nhiều người họ giàu nhiều cái đời sống khía cạnh khác nhau nhiều lắm. Thì trong cơ thể của mình cũng vậy thôi, có đến 200 bộ phận, và 200 bộ phận đó khỏe cả 200 bộ phận thì có nghĩa là chúng ta giàu có về sức khỏe, giàu có về cảm xúc, giàu có về trí tuệ, đúng không? Nhưng bây giờ mình có đến 200 bộ phận thì có lẽ nó hỏng đến tầm 70% rồi. Mỗi bộ phận hỏng tới 70% rồi. Và chất lượng sống của mình rất là tệ. Người khác thì họ đi du lịch thì họ làm sao? Đón nhận các cái nơi, các cái quang cảnh đẹp ở đó, họ ăn những cái món ăn ngon. Còn mình đôi khi đi đến đấy vẫn cầm cơm nắm với vừng, đúng không? Vẫn ăn một cái thói quen ăn cũ. Thôi, duỗi dài người ra nằm sấp xuống. Con thuyền nhá, móc hai cái chân của mình vào nhau, móc chân vào nhau này, tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau, rồi đẩy cao lên, giữ thật tĩnh, không cần làm quá mạnh nhé, chỉ cần giữ thật tĩnh thôi, càng nhiều thời gian thì càng tốt, mà muốn giữ được nhiều thời gian thì phải làm sao nhỉ, nhẹ nhàng thôi, đừng dùng có quá nhiều sức, dùng nhiều sức quá, dùng 100% sức thì chắc chỉ giữ được vài giây là xịt mất rồi. Thì chúng ta để có thể giữ được nhiều thời gian nhất thì mình lại lắng nghe cơ thể của mình tiếp, có thể giữ được làm sao vài phút một động tác,
vài chục phút của động tác thì càng tuyệt vời. Và thực tế chứng minh là tất cả những ai có thể thiền được, ngồi thiền được nhé, đứng thiền được, nằm thiền được, hoặc là hành thiền được, thì những người đó họ rất là ổn định về mặt thân thể, tâm trí và cảm xúc, có là cân bằng thân, tâm và trí, thì cuộc sống họ mới an lành được nhiều nhất có thể chứ. Tránh cái trường hợp là cứ dành đến 80-90% thời gian sống của mình trong cuộc đời này để đi kiếm tiền, xong sau đó lại làm sao sử dụng tiền của mình để đi mua các kiến thức, đi mua người để chăm sóc về. Cô chú anh chị đang thuê tôi mà, và tôi đang bán cái sản phẩm của mình để cô chú anh chị sử dụng các cái tài nguyên đó. Bây giờ đi bác sĩ cũng vậy thôi, mình không biết cách vận hành cơ thể của mình thì phải trả tiền cho bác sĩ để bác sĩ chữa bệnh cho mình nhé, đúng không? Rồi hạ xuống, thả lỏng, thư giãn, lật ngửa người lại, nằm ngửa, lật ngửa người lại, đúng rồi. Dang rộng hai tay, lật ngửa người lại nhé, dang rộng hai tay. Rồi nâng cái chân trái của mình lên, đổ sang phải, úp sấp chạm xuống sàn, đầu quay tay trái. Đúng rồi, thư giãn buông lỏng người ra, mềm 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 người ra, thư giãn buông lỏng mềm mại ra, cũng thiền trong tư thế của lát luôn, đúng không? Thật tĩnh á. Những ai đó mà có thể họ nói chuyện rất là hay, Ngôn từ của họ cực kỳ hay nhé, họ sử dụng ngôn từ rất là hay, thậm chí là cái chuyên môn của họ rất là thuyết phục, cái chuyên môn của họ đấy, họ nói chuyện rất là thuyết phục, họ cũng chốt đơn và tương tác với khách hàng cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi theo cái góc nhìn của mình nhé, theo cái góc nhìn của những người có chuyên môn như chúng tôi nhìn đấy mà cái động tác của họ cứ hấp ta hấp tấp đấy, hấp tấp vội vã, vậy thì chúng tôi nhìn thấy ngay vấn đề. Đôi khi là họ diễn đấy, họ làm trong cái chuyên môn của họ thì tốt thôi, còn trong chính trong tâm của họ thì không được như vậy đâu. Nhiều người bảo sao là rất là tốt, rất là tuyệt vời ở trong cái chuyên môn của mình, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cái chuyên môn của mình về sinh hoạt trong đời sống hàng ngày đấy, thì họ hiện nguyên hình cái thân thể của họ thôi, thậm chí kể cả cái xấu tính của họ nữa cơ. Và khi họ ra tương tác với đời sống xã hội hàng ngày thì nhiều khi là họ cũng chẳng có thể tương tác được với xã hội. Nhiều người họ rất là giỏi, họ không chỉ nói chuyện được với người người già, không thể chỉ nói chuyện được với trẻ con, họ nói chuyện được cả với thanh niên nam nữ, họ nói chuyện được cả với những người mà hơi ngố ngố một chút, thậm chí là nói chuyện được cả với người hơi thần kinh một chút, họ nói chuyện được cả với người ở các vùng miền khác nhau ở đất nước chúng ta, họ nói chuyện được cả với những người ở các quốc gia khác, có nghĩa là họ sử dụng ngôn ngữ của họ, cái sự tử tế của họ, thân thể của họ, tâm trí của họ và cái trí tuệ của họ, thì họ có thể giao tiếp được với nhiều người chủng tộc khác nhau, vùng miền khác nhau, người già, người trẻ, người khỏe, người có bệnh, họ đều nói chuyện được hết, và cái câu chuyện của họ rất là phong phú, đúng không? Thậm chí là họ còn nói chuyện được cả với con chó, con chim, có nghĩa là họ có những cái tâm thái cực kỳ tốt, họ có nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, đúng không? Nhưng mà hầu hết mọi người thì bây giờ là làm đúng cái chuyên môn của mình thôi, làm tốt chuyên môn của mình thôi, còn bước ra khỏi cái môi trường mình sống thì mình lại không hoạt động và vận hành tốt được. Và hoàn toàn là tôi có thể phát hiện ra cái điều đó trong cái quá trình cô chú anh chị tập nhé. Ai mà tập cứ hời hợt đấy. Rồi nâng chân của mình lên, đổ sang đổ chân mới. Tập hời hợt, tập mãi vẫn sai, tập đến cả 5 giờ mà vẫn sai. Có mấy cái động tác rất là đơn giản thôi. Nâng chân phải lên đổ sang, chúng ta đổi chân thôi. Cô Hạnh nằm xuống đổi chân thôi. Nằm xuống đổi cái chân phải thôi. Vừa rồi chúng ta gác chân trái sang thì chúng ta đổi chân phải thôi. Cô nằm xuống, nằm ngửa xuống. Nâng cái chân phải đổ sang bên trái. Úp sấp người xuống, vặn vào sâu vào trong xương. Đúng không? À, cô chú anh chị mà tập mà nó cứ rối rắn, nó cứ hấp tấp và nó cứ sai bị sai đấy. Có mỗi một cái động tác, ví dụ như đẻ hông hay đẻ gối, mà có lẽ là tập đến 7-8 tháng với nhau rồi vẫn sai. Vậy thì nhìn theo cái góc nhìn của tôi nhá. Đây tôi không nói chuyện theo cái kiểu gọi là tào lao, mà nhìn theo cái góc nhìn của tôi. Có lẽ là mọi người ở cái góc nhìn khác thì sẽ có cái sự đánh giá nó khác. Còn cái góc nhìn của tôi, của những người làm chuyên môn chúng tôi, thì chúng tôi nhìn thấy rằng là cái hệ thần kinh của người này có vấn đề, làm đến 7 tháng mà vẫn sai một việc. Vậy thì tai của người ta cũng có vấn đề, hoặc não bộ của người ta cũng có vấn đề, thì người ta mới có thể làm sai một việc mà đến 7-8 tháng vẫn làm sai chứ, đúng không? Vậy thì mình lại phải có cái cách giáo dục khác, cái cách đào tạo khác để làm sao giúp họ bớt sai đi, có đúng không? Tại vì mình biết được rằng là họ bị thần kinh một chút mà.
Và cái vấn đề đó thì mình phải né, phải tránh, phải thay đổi cái phương pháp để làm sao có thể giúp họ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Cô chú anh chị tập trên lớp cũng vậy thôi. Hằng ngày tôi liên tục thay đổi các cách sửa chữa. Có các buổi thì làm sao nhỉ? Tập trung chủ yếu vào việc là sửa động tác. Nhưng có những buổi thì tập trung vào các kiến thức phát triển cá nhân. Có những buổi thì chăm sóc. Đúng không? Rồi, nâng chân của mình lên. Hạ xuống, dang rộng tay chân. Thả lỏng, thư giãn. Thả lỏng, thư giãn nhé. Thật thoải mái. Rồi, buổi tập đến đây là kết thúc. Buổi sau chúng ta sẽ tập tiếp. Cô chú anh chị cứ nghỉ nhé. Mình cứ nghỉ ngơi thôi. Thật thoải mái, thư giãn nghỉ ngơi thôi. Không sao cả.